Haji Won tuyệt thực, câm lặng vì xót xa mèo cưng rơi lầu tử vong. Qua chia sẻ của Trấn Thành, có thể thấy Haji Won vô cùng não nề, chưa thể bình thường trở lại. Chiều ngày 24 tháng 11, Trấn Thành tiếp tục có bài đăng gây chú ý, đăng loạt ảnh cũ của mèo cưng Zhao. Nam MC cũng tiết lộ tình trạng bà xã sau khi thú cưng qua đời. Theo đó, Harry Won không ăn và không nói chuyện với ai kể từ hôm qua, đến hiện tại tinh thần cô mới ổn hơn một chút. Chưa kịp đăng cái hình này luôn, buồn ghê, bà ra của bà nhiều chuyện lắm, cái lỗ nào cũng chui vô cho được, thương con ghê. Tội nghiệp bà Harry, từ qua tới giờ không ăn, không nói chuyện với ai, giờ mới đỡ hơn được một chút. Con gái ngoan nhé, đi thật bình an nha con, tiếp sau phải đẹp thiệt đẹp và thông minh nha con, thương con nhiều, Trấn Thành ngậm ngùi. Dưới phần bình luận, người hâm mộ san sẻ nỗi buồn cùng Trấn Thành và bà xã. Họ đồng thời mong Haji Won sẽ sớm lấy lại được tinh thần. Trước đó vào rạng sáng ngày 23 tháng 11, Trấn Thành có bài đăng chia sẻ tin buồn mèo cưng qua đời. Theo nam MC, mèo cưng Zhao đã đồng hành với vợ chồng anh 3 năm, không may rơi từ ban công tầng 32 xuống đất, gãy chi, thổ huyết, cơ thể đông cứng như một tảng băng. Sự cố này khiến Trấn Thành bật khóc, chết lặng, gửi lời xin lỗi và mong được tha lỗi tới thú cưng. Anh đồng thời trách đơn vị thi công rào chắn cho nhà mình thiếu trách nhiệm, không đảm bảo chất lượng. Trấn Thành chia sẻ, khi kéo chú mèo ra từ bụi cây, người nó đã co cứng lại như một tảng băng. Tôi không dám tưởng tượng tâm trạng của nó trên đoạn đường rơi xuống từ tầng 32. Ôi, Zhao đáng thương, thật tội nghiệp, chắc nó sợ và đau lắm. Ba mẹ xin lỗi con nhiều lắm, ba mẹ tệ quá, thật ngu ngốc khi để con ở ngoài đó. Con tha lỗi cho ba mẹ nha. Qua rồi con à, con sẽ không đau nữa. Con ngủ ngoan nhé. Ba mẹ vẫn sẽ luôn thương và nhớ về con. Zhao xinh đẹp ngu ngốc ạ. À.